độ ảnh vài chục người đi cổ vũ và gia thế thực sự của tân hoa hậu lương thùy linh lương thùy linh có bố là sĩ quan mẹ làm giám đốc kho bạc nhà nước tỉnh cao bằng chiến thắng của lương thùy linh tại cuộc thi miss world việt nam hoa hậu thế giới việt nam 2019 làm hài lòng số đông bởi tân hoa hậu sở hữu sắc vóc nổi bật thành tích học tập tốt và khả năng tiếng anh ở mức ielts 7.5 nhưng sau khi trở thành đại diện nhan sắc cấp quốc gia, có không ít người bày tỏ sự tò mò về gia thế thực sự của Lương Thùy Linh. Đặc biệt, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh vài chục người đến để cổ vũ cho Lương Thùy Linh, trong đêm chung kết càng khiến cho thông tin của Tân Hoa Hậu được quan tâm nhiều hơn. Trước đây khi chia sẻ về gia đình, Lương Thùy Linh chỉ tiết lộ bố làm sĩ quan, mẹ làm viên chức nhà nước. Nhưng qua tìm hiểu, mẹ của người đẹp sinh năm 2000 chính là bà Nguyễn Thị Hát, giám đốc kho bạc nhà nước tỉnh Cao Bằng. Ở đêm thi mang tính chất quyết định, mẹ cùng hàng chục người thân đã từ quê bay vào Đà Nẵng để động viên tinh thần Lương Thùy Linh. Do bận công việc riêng, bố của cô không có mặt để tận mắt chứng kiến khoảnh khắc con gái lên ngôi. Cũng sau khi ngôi vị Miss của Việt Nam được xác định, mẹ Lương Thùy Linh khẳng định không có chuyện đầu tư để mua giải cho con. Thậm chí bà Nguyễn Thị Hát còn tiết lộ từng phản đối con gái đi thi nhan sắc vì muốn Lương Thùy Linh tập trung cho học tập. Tuy nhiên, việc nỗ lực, quyết tâm của Lương Thùy Linh trong hành trình chinh phục vương miện nên gia đình đã chấp thuận. Nhận xét về con gái, mẹ cho biết Lương Thùy Linh là đứa con ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ và từng hơi nhút nhát. Được biết, theo kế hoạch Lương Thúy Linh sẽ sang Đức du học vào tháng 10. Nhưng sau khi trở thành Hoa hậu, gia đình đồng ý để còn hoàn thành trọng trách trong thời gian đương nhiệm. Lương Thúy Linh sẽ chính thức đại diện Việt Nam dự thi Miss World Hoa hậu thế giới 2019 vào tháng 12 tới tại Anh Quốc.